Gần đây, tôi có trò chuyện với một người bạn và nghe được câu chuyện này. Cặp đôi A với B yêu nhau gần 5 năm, tới lúc bàn chuyện kết hôn thì lại chia tay. Bởi B là con nhà gia đình đơn thân, nhưng không hề nói cho A biết. Tới khi gia đình A biết thì bắt họ chia tay. Tôi quá đỗi ngạc nhiên, tại sao tới thời đại này rồi mà vẫn còn chuyện kỳ thị gia đình đơn thân nhỉ? Bạn tôi đành gật đầu một cách bất lực, sự thật là vẫn còn đấy. Thế là tôi đi hỏi một lượt những người bạn của mình về vấn đề này. Kết quả là đã nhận ra một sự thật tàn khốc. Ngay cả trong thời đại này, con cái của những gia đình đơn thân vẫn phải chịu nhiều kỳ thị hơn chúng ta tưởng. Nhưng mà, những sự kỳ thị này có hợp lý hay không? Con cái của gia đình đơn thân đối diện và xử lý kỳ thị ra sao? Làm cách nào để có một cuộc sống thoải mái và bình đẳng đây? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết Con nhà đơn thân sẽ chịu cảnh đơn côi, định kiến xã hội và cách đạp lên nó để sống thật tốt của tác giả Quincy đã được đăng trên website của Spyroom nhé. Đây là một bài dịch được tác giả chuyển ngữ từ bài gốc tiếng Trung trên trang web Zihu. Và sau đây là nội dung của bài viết. Con cái của gia đình đơn thân sẽ chịu những kiểu kỳ thị nào? Sau khi trò chuyện với vài người bạn tới từ các gia đình đơn thân, tôi nhận thấy nguồn gốc gây ra những kỳ thị mà họ phải chịu đựng xuất phát từ nhiều mặt và còn bắt đầu ở mọi độ tuổi. Một người bảo rằng hay bị nói là một đứa trẻ thiếu giáo dục. Bắt đầu từ hồi nhỏ, không biết bao nhiêu lần bị người ta nói là thiếu giáo dục rồi. Sau khi bố mẹ ly hôn, bạn ấy sống với bố trong khu tập thể. Hàng ngày, sau khi ăn tối, bọn trẻ con sẽ chạy hết ra khoảng sân chung để chơi đùa. Lúc đó, có vài người hàng xóm sẽ tới lôi mấy bạn bên cạnh bạn ấy đi, nói, đừng chơi với nó, sẽ bị nhiễm tật xấu đấy. Mà tới tận bây giờ, bạn ấy vẫn chưa biết nếu chơi cùng sẽ bị nhiễm cái xấu gì nữa. Một người bạn khác thì bảo rằng từng bị nói là tâm lý lệch lạc, nhân cách khiếm khuyết. Hồi năm ba đại học, bạn ấy yêu một người hơn 10 tuổi. Không lâu sau, chuyện này được đồn đại trong khoa. Các bạn biết gì chưa? Bạn trai của XX là người đi làm rồi, hơn mười mấy tuổi đấy. Chắc chắn là vì XX là con nhà đơn thân, thiếu thốn tình cảm của người cha nên mới hẹn hò với bạn trai lớn hơn nhiều tuổi như thế. Chẳng có ai chịu nhớ bạn ấy có người yêu cũ là bạn học cùng năm nhất. Định kiến gì vô lý đến thế là cùng. Một kỳ thị nữa là gia đình đơn thân hay bị xem là khó hòa hợp. Có một bạn kể rằng từng đi hẹn hò giấu mặt, cảm thấy bốn chữ gia đình đơn thân chứa đầy sự kỳ thị. Người ta sẽ không nói gì trước mặt bạn mà chỉ quay sang rỉ tai nhau. Gia đình đơn thân không tốt, bố mẹ đều có gia đình mới thì mối quan hệ sẽ thành phức tạp. Với cả tình cảm của những kiểu cha mẹ như thế dành cho con cái sẽ không được bình thường, tính chiếm hữu rất lớn. Gả con cái cho họ thế nào cũng chịu thiệt thòi. Có thể tồn tại những gia đình như vậy, nhưng tuyệt nhiên không phải tất cả đều giống nhau. Ở câu chuyện đầu video, có bạn đã tâm sự là khi gia đình người yêu biết chuyện bạn ấy lớn lên trong gia đình đơn thân đã bắt phải chia tay. Lý do mà họ đưa ra chính là con cái của gia đình đơn thân về sau cũng rất dễ ly hôn. Bố mẹ người yêu bạn ấy cho rằng vì con cái nhà đơn thân không có một gia đình trọn vẹn nên sẽ không học được cách kiểm soát mối quan hệ vợ chồng từ bố mẹ mình. Như vậy về sau sẽ dễ dàng đi vào vết xe đổ của họ. Dù thế nào đi nữa thì đây cũng là nguy cơ không thể tránh khỏi được. Và cuối cùng, lý do mà nhiều người lớn lên trong gia đình đơn thân không muốn kể hay tâm sự chuyện đó là vì họ sợ nhận lại được sự thương hại của người khác. Không phải vì họ tự ti hoàn cảnh, mà họ sợ bị người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại. Ví dụ, cháu khổ thật đấy, thấy thương quá à. Xin lỗi nhé, lại hỏi bạn về vấn đề này. Tại sao phải xin lỗi? Tại sao phải thương hại? Một bạn đã tâm sự như vậy. Bạn ấy cho rằng mẹ bạn ấy đã dành gấp đôi tình thương, cung cấp môi trường đầy đủ để phát triển. Sức khỏe thể chất và tinh thần bạn ấy đều tốt, công việc thuận lợi. Đâu có cần cái kiểu thông cảm, cứ như là kỳ thị đó. Ngoài vài điều vừa nêu bên trên, tôi còn nghe được những câu nói kỳ thị rất là ối giời ơi. Ví dụ, có người nói hầu hết con cái nhà đơn thân có tâm lý bất thường hay đơn thân cũng di truyền được. Đương nhiên, tôi cho rằng cái kiểu kỳ thị cực đoan này chỉ là cá biệt, nhưng nó cũng cho thấy con cái nhà đơn thân vẫn phải đang chịu sự đối xử kỳ thị và bất công nghiêm trọng. Kỳ thị như thế thì hợp lý chỗ nào? Không thể không thừa nhận là có nhiều kết quả nghiên cứu chỉ rõ vấn đề đơn thân thực sự gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho thế hệ con cái. Ví dụ như, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân sẽ có khả năng cao sa đà vào nghiện ngập như rượu hay thuốc lá, hoặc khả năng cao gặp khó khăn về kinh tế, trải qua các vấn đề về nhận thức, tình cảm và xã hội như tội phạm, mang thai sớm. Tuy nhiên, đơn thân không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra những vấn đề này, và những tình trạng đó cũng không xảy ra với tất cả con cái gia đình đơn thân.
Khách quan mà nói, con cái nhà đơn thân thực sự chịu ảnh hưởng không tốt từ gia đình ban đầu, nhưng cũng có thể nhận được một số lợi ích từ chính gia đình đơn thân của mình. Đầu tiên, nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ này sẽ trưởng thành hơn so với các bạn cùng tuổi. Điều này có nghĩa là chúng sẽ sống có trách nhiệm hơn. Lý do là vì sau khi bố mẹ chia tay, con cái sẽ bắt đầu đảm nhận một phần trong vai trò gánh vác gia đình. Ví dụ như trong gia đình có một mình mẹ nuôi dạy con cái, đứa trẻ sẽ đảm nhận một phần vai trò bị thiếu hụt của người cha hoặc mẹ và con cùng nhau chia sẻ vai trò đó. Hơn nữa, nhiều đứa con nhà đơn thân sẽ chủ động gánh trách nhiệm gia đình vì muốn chia sẻ áp lực với bố hoặc mẹ vì không muốn bị bỏ rơi. Thứ hai, nhiều người cho rằng con cái nhà đơn thân sẽ có một vài khuyết điểm nhất định như không giỏi giao tiếp hay tính cách khép kín. Nhưng thực ra là cũng tùy từng người. Nếu bố hoặc mẹ đơn thân vì bận đi làm mà phải gửi con cho hàng xóm hay họ hàng trong nơm, thì đứa trẻ sẽ học được nhiều kỹ năng giao tiếp nhờ va chạm với nhiều người. Dĩ nhiên, cũng có nhiều đứa trẻ vì gia cảnh đơn thân mà tự ti, nhạy cảm, dần mất đi khả năng giao thiệp. Bởi vậy, cách các bạn ấy thích ứng với hoàn cảnh, tự mình điều chỉnh sẽ càng có tác dụng mang tính quyết định trong sự thể hiện với thế giới bên ngoài. Đối với mối quan hệ thân mật, cũng tồn tại một kiểu hiểu lầm phổ biến. Đó là con cái sẽ dễ dàng lặp lại sai lầm của bố mẹ, dẫn tới hôn nhân tan vỡ. Chính xác thì theo một thống kê, vào đầu thập niên 70 của thế kỷ 20, những người trưởng thành trong gia đình đơn thân có khả năng ly hôn cao gấp 2 lần những người trưởng thành trong gia đình đầy đủ. Nhưng kể từ năm 2018, tỷ lệ này chỉ còn là 1:1. Cũng có thể nói rằng, dựa trên tỷ lệ ly hôn hiện nay, hai nhóm này dường như không còn khác biệt gì cả. Trên thực tế, hôn nhân của con cái nhà đơn thân so với các gia đình đầy đủ cha mẹ lại hạnh phúc hơn. Họ sẽ nhận ra những đặc điểm của một người bạn đời không tốt từ chính cha mẹ mình để hết sức né tránh trong quá trình chọn bạn đời. Họ cũng hiểu về những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới mối quan hệ như sự cam kết và trách nhiệm để cố gắng đạt được trong mối quan hệ thân mật. Tuy nhiên, mối quan hệ của con cái gia đình đơn thân cũng tồn tại những rủi ro nhất định. Ví dụ như theo phát hiện của nhà tâm lý học Nielsen, con gái thiếu đi tình yêu thương của người cha sẽ vì quá khao khát thiết lập mối quan hệ tốt đẹp và sâu sắc với cha mình, mà trong những trường hợp không cân nhắc kỹ càng đã vội vàng đến với người có thể đáp ứng yêu cầu này. Về sau này, không khéo sẽ gặp rắc rối. Dù sao đi nữa, từ những nghiên cứu này có thể nhận thấy gia đình đơn thân chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng nhất định tới cá nhân. Nhưng ảnh hưởng này không phải là tuyệt đối, cũng không hoàn toàn là bất lợi. Khi mà sự kỳ thị vẫn đang tồn tại một cách khách quan, con cái của gia đình đơn thân nên làm thế nào để vẫn sống tốt trong điều kiện môi trường như vậy? Những bí kíp dành cho con cái gia đình đơn thân. Trạng thái đơn thân thì không thể thay đổi, nhưng tất cả điều này không phải lỗi của con cái. Mỗi người đều có thể dùng cách riêng của mình để có được sự cân bằng trong cuộc sống. Dưới đây sẽ là 5 bí kíp dành cho các bạn. Thứ nhất, xây dựng và củng cố nhận thức rằng đơn thân vốn không phải lỗi của bạn. Đầu tiên bạn là một cá thể độc lập, sau đó mới là một người con trong gia đình. Việc đơn thân trên thực tế là do cha mẹ bạn quyết định, không quá liên quan tới bạn. Vì vậy, khi thành con cái của cha mẹ đơn thân, bạn nhất định phải xây dựng và củng cố nhận thức này. Đơn thân vốn dĩ không phải lỗi do bạn. Vì toàn bộ đều không do bạn gây ra, vậy nên bạn không phải bù đắp gì cho cha mẹ hay gia đình. Bạn không cần mang cảm giác tội lỗi với chính mình, càng không phải tiếp nhận những sự phân biệt và chỉ trích của người khác theo kiểu như nó phải thế. Việc thiết lập được nhận thức này sẽ có thể giúp bạn đối mặt với sự thay đổi hoàn cảnh và những đàm tiếu không có cách nào kiểm soát được bằng một tâm thế vững vàng. Thứ hai, không được tự kỳ thị chính mình, mà càng phải tự yêu lấy bản thân. Nếu muốn có được sự tôn trọng của người khác, trước tiên bạn phải tôn trọng mình cái đã, nên càng không được tự kỳ thị bản thân. Có nhiều người khi giao tiếp với người khác cố ý nhắc đến hay cố ý né tránh tình trạng của mình. Có người lại có thói quen lấy lòng người khác để tránh những ánh nhìn khác thường. Cũng có người lại hạ thấp tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình, miễn cưỡng kết giao. Đơn thân chỉ là một trạng thái khách quan, không có gì khác với có cha mẹ đầy đủ. Vậy nên, bạn phải dừng ngay những hành vi miễn cưỡng, không được chìm đắm trong quá khứ, tự chăm sóc tốt bản thân. Bạn phải hiểu rằng, trên đời này, hạnh phúc không hề phụ thuộc vào đơn thân hay song thân. Chỉ những ai tin rằng mình có thể tự do lựa chọn và tin tưởng vào khả năng của mình để đạt được hạnh phúc thì mới dễ dàng có được hạnh phúc thật sự. Thứ ba, trong giai đoạn đầu của mối quan hệ, bạn hãy nói rõ hoàn cảnh gia đình của mình càng sớm càng tốt. Khi mới bắt đầu kết giao, hãy nói một cách rõ ràng về hoàn cảnh gia đình mình sớm nhất có thể. Đây là hành vi mang tính trách nhiệm với cả đôi bên. Điều này không có nghĩa ám chỉ gia đình đơn thân là có vấn đề mà sẽ tránh được những rủi ro khi trao đổi thẳng thắn ngay từ khi bắt đầu.
Ví dụ, nếu người ta lúc đầu không biết được hoàn cảnh gia đình bạn, sau đó rất lâu mới phát hiện, thì có thể cảm thấy bạn cố tình che giấu, không những tự suy diễn ra những vấn đề hoàn toàn không tồn tại, kiểu như nhà bạn chắc đang ôm nợ, mà còn sinh ra sự sụt giảm sự tin tưởng. Khi bạn nói ra sớm, có thể khiến người kia cảm thấy sự chân thành của bạn và còn thúc đẩy mối quan hệ phát triển. Thêm một ví dụ nữa, nếu người kia hay gia đình họ khi vừa mới bắt đầu đã biết bạn con nhà cha mẹ đơn thân mà tỏ thái độ không thể nào chấp nhận được, thì mối quan hệ này nếu miễn cưỡng tiếp tục sẽ rất khó để có một giải pháp trọn vẹn. Tốt nhất, hãy kịp thời chấm dứt, không làm lãng phí thêm thời gian và tình cảm của nhau. Thứ tư, xem cách người kia đối xử với gia đình đơn thân làm tiêu chí chọn lọc giá trị quan khi kiếm bạn đời hay kết bạn. Một người trưởng thành và có khả năng suy nghĩ độc lập sẽ tuyệt đối không lấy việc có phải con của gia đình đơn thân hay không để đánh giá bạn. Ngược lại, chỉ có những con người có tư duy rập khuôn, không linh hoạt, thậm chí có tam quan lệch lạc mới vô duyên vô cớ để công kích và vu khống con cái gia đình đơn thân. Vì vậy, khi chúng ta kết bạn hay tìm bạn đời, thái độ đối xử với gia đình đơn thân chính là biểu hiện đầy đủ về giá trị quan của một người. Bạn có thể coi điểm này là điều kiện lựa chọn bạn bè và bạn đời của mình. Hãy chọn những trường hợp có thể đối xử với bạn một cách khách quan và lý trí, không vì chuyện này mà thương hại hay công kích bạn. Coi đây là đối tượng thích hợp để tiến tới. Nếu có người chỉ vì điều này mà quay lưng với bạn, thì cũng không cần phải thấy tổn thương, vì người đó đâu có phù hợp với bạn, và bạn cũng đã tránh bị vướng vào sai người. Và cuối cùng, thứ năm, chủ động tránh xa những người kỳ thị và làm tổn thương bạn. Trên đời này tồn tại những định kiến không thể xóa bỏ, hoặc có những người mang cặp kính phiến diện để làm tổn thương bạn. Khi đối diện với họ, chúng ta không cần phải lúc nào cũng nhẫn nại, chịu đựng, càng không nên dễ dàng tha thứ cho họ, bởi làm thế chỉ khuyến khích cho sự tiếp diễn những suy nghĩ và hành vi tương tự. Một mặt, chúng ta cần dũng cảm bộc lộ cảm nhận và quan điểm của mình, chỉ ra vấn đề của họ, nhưng không nhất thiết phải thuyết phục họ. Mặt khác, chúng ta cũng cần có ý thức tránh xa những con người và môi trường kiểu đó, bởi vì chúng ta mãi mãi không có cách nào để thay đổi quan niệm của họ, còn họ sẽ vẫn dùng quan niệm này ảnh hưởng tới nhiều người. Đó gọi là vòng tròn độc hại, không chỉ liên tục gây hại tới chúng ta mà còn khiến chúng ta ngày càng tự nghi ngờ bản thân, ngăn cản chúng ta hướng tới một cuộc sống tốt đẹp. Điều cuối cùng tôi muốn nói, chúng ta sẽ trở thành người như thế nào, sống cuộc đời ra sao, phụ thuộc chủ yếu vào những trải nghiệm và tiến bộ cá nhân của chúng ta về sau. Những ai không thể nhìn nhận đúng đắn khi đánh giá khách quan về bạn sẽ không đáng để bạn buồn bã, tức giận, tự hoài nghi bản thân. Ngược lại, những người bị định kiến làm cho mù quáng, không thể nhìn thấy bản chất thực sự của thế giới thì mới là những kẻ đáng thương. Và đó là toàn bộ nội dung của bài viết. Các bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy cùng chia sẻ ở trong phần bình luận nhé. Và nếu thấy video này hữu ích, hãy like, share, subscribe cho kênh YouTube của Spyroom. Đồng thời bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.